sau cái khóa tu của năm ngoái thì thấy con tiến bộ hơn rất nhiều. Do vậy là năm nay mình vẫn quyết định là cho con tham gia cái khóa tu mùa hè tại Chùa Ba Vàng. Mình rất mong muốn là ở khóa tu mùa hè này con tham gia thì con sẽ được phát huy các khả năng của mình và con sẽ tự tin mạnh dạn hơn, ngày càng phát huy cái tính tích cực trong học tập. Và lúc này là cái mong muốn nhất của cha mẹ là con sẽ ngoan hơn và nghe lời hơn. Thứ hai là sẽ sống là làm sao là tốt đẹp với lại chính mình và tốt đẹp với cha mẹ với mọi người. Sau bao ngày háo hức chờ đợi, khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng lần 1 năm 2023 đã chính thức diễn ra. Từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, đông đảo các bạn khóa sinh đã nỗ lực trở về nhà lớn Ba Vàng để ghi danh tham gia khóa tu. Về với khóa sinh hoạt hè năm nay, các bậc phụ huynh cũng gửi gắm nhiều niềm tin và hy vọng vào sự lớn khôn trưởng thành của con em mình. Lần này đến với khóa tu mùa hè thì thứ nhất là cho con một cái mùa hè vui vẻ và bình yên. Thứ hai là cũng mong cho con là sau những cái lần trải nghiệm ở khóa tu mùa hè này thì con sẽ có trách nhiệm hơn với lại bản thân cũng như là gia đình và càng ngày càng tiến bộ hơn về học tập cũng như là rèn luyện bản thân mình tốt hơn để xứng đáng với những gì mà các thầy và các anh chị đã hướng dẫn và dạy bảo tại khóa tu mùa hè này. Cái quan trọng nhất mà mình mong muốn con đấy là con được trải nghiệm cùng với các bạn ở khắp các tỉnh, khắp các nơi đến tụ hội về chùa. Như thế thì là sẽ giúp cho con biết mở rộng cái tình cảm rồi là cái quan tâm của con đến với tất cả các bạn ở khắp mọi nơi. Sự giáo dục của đạo Phật xa rời vật chất, đánh tan lòng tham của con người, mang ý thức giáo dục đạo đức tốt đẹp cho con người ta tự giác. Cho nên điều này rất cần cho các em cái lứa tuổi còn nhỏ. Xin chúc các bạn khóa sinh những mầm non Phật pháp sẽ học được thật nhiều bài học ý nghĩa, có ý thức tự giác hơn, học hiểu nhân quả để sống hướng thiện, trở thành người con ngoan, cho giỏi, người công dân có ích cho đất nước sau này.